Vâng, trận đấu trước mắt các bạn là diễn ra giữa hai đội Karaoke Sông Hậu 1 và Boyka. Hai đội này cũng là tranh vé vào vòng trong nha các bạn. Hấp dẫn của từng trái, từng set đấu một. Điểm 0-0 số 1 bắt đầu. Đập bóng tốt, điểm cho Sông Hậu 1. 1-0. Đập bóng tốt của Đạt, đổi điểm cho Boyka, 1-1. Xử lý tốt của Đan, điểm Boyka 2-1. Kịp không? Vẫn còn kịp. Ai vậy? Bóng tốt, điểm Boyka 3-1. Bóng ngoài, điểm Boyka 4-1. Này đẳng B anh thiệt. Này ăn là vô hả? Sông Hậu xin hội ý. Điểm 4-1. Chờ bóng muốn vào. Tiếp. Quá cao, đập bóng tốt. Điểm Sông Hậu 1-2-4. Quá tốt rồi, điểm Boyka 5-2. Bóng ngoài các bạn ơi, để xíu la được rồi. 6-2. Chặn bóng tốt, điểm tiếp cho Boyka 7-2. Phát bóng không sang lưới, đổi điểm Sông Hậu 1. 3-7. Bóng còn, tiếp. Bóng không sang lưới, điểm Boyka 8-3. Thủ tốt của Thành, vẫn còn. Quá ghê, pha đập bóng rất uy lực của Đạt. Điểm cho Boyka 9-3. Chặn bóng tốt của Đạt, điểm Boyka 10-3. Không có đường ra. Một pha mộ binh, điểm Boyka 11-3. Mấy ơi. Sơn, đập bóng tốt của Sơn, điểm Sông Hậu 1-4-11.
Đặt bóng tốt của Đạt. Điểm bơ ca 12-4. Phát bóng không sang lưới. Điểm sông Hậu 1-5-12. Đập bóng tốt của Thành. Xíu là quá. Điểm của ca 13-5. Phun luôn rồi kìa. Sơn đập bóng tốt. Điểm Sơn Hồng 1-6-13. Anh đâu có biết là bông, nó mượn chắc. Thủ tốt bóng vẫn còn nha mọi người. Bóng còn luôn. Quá đơn giản vậy. Bạn đang chìm quá lẹ. Điểm bơi ca 14-6. Tại mấy điểm đầu đánh đầu nhìn quá xa, chạy quá xa. Tiếp đồng bóng tốt. Điểm sông Hậu 7-14. Quá ghê. Đã. Bóng còn không? Không kịp các bạn. Bóng vẫn còn nha mọi người. Quá hay rồi, các cố gắng. Đạt làm gì đây? Đập bóng tốt. Điểm BK 15-7. Trời ơi mát mẻ quá chứ. Lọt cái nhà treo luôn. Đập bóng không sang lưới. Kết thúc số 1. Bơ ca tạm nhiên trước 1-0. Xích 2 giữa sông Hậu 1 và bơ ca 0-0. Bắt đầu. Đập bóng tốt của Đan. Điểm bơ ca 1-0. Cua vậy. Hả? Con bò từ đâu khách từ đây. Kẹo nó kẹo từ đây. Điểm 1-1 cho sông Hậu. Đập bóng tốt của tớ. Xong cái này là cái sao? Thích 3-4 rồi. Có ai chân vô cái gì? Chân vô rồi. Chân vô rồi. Chân lớn. Điểm 2-1. Xong cái 3-4 rồi. Chưa nó còn nữa. Mấy trận 4 giờ. 4 giờ xong. Bóng ngoài. Điểm 3-1. Khỏi khởi động đó, anh già cả khởi động đi. Ông có tới 4-6-1 hả? Trời đất. Bây giờ tính ăn gian điểm bởi vậy cho thua đó. Điểm bơ ca 2-3. Làm việc bận chứ. Ừ. Đang đọc điểm 2-1-3-1. Làm gì 3-1. Trời đất. Tay chạm lưới. Điểm sông Hậu 4-2. Quá đẹp. Đập bóng tốt của Tiệp.
Điểm sông Hậu 5-2. Bơ ca xin hỷ. Điểm 5-2. Quá gì các bạn ơi. Một pha đập bóng rất là quy lực của Đan nha các bạn. Đổi điểm cho Bơ ca. 3-5. Đập bóng ngoài. Điểm cho Bơ ca. 4-5. Thủ tốt. Bóng còn thủ quá hay của Xíu. Quá hay bên đây Mi Thị Thừa. Vẫn còn luôn. Đó. Xíu thủ tốt. Lại là Xíu. Bóng còn. Đó, tiếp tục đó. Bỏ bóng tốt. Điểm xuống hậu. 6-1. Xử lý tốt của Đạt. Bài khả năng. Điểm Bơ ca. 5-6. Bóng qua. Số tài xác định chắn bóng chạm lưới. Điểm cho sông Hậu. 1-7-5. Sông Hậu 1. Ta hai đội phải đập 1-2 chứ. Đập bóng tốt của Đạt. Điểm Bơ ca. 6-7. Đạo ơi. Có con ơi, có coi con chưa? Cái tay á. Ai ẩm đi vậy? Bóng ngoài. Điểm Bơ ca. 7-7. Bóng còn. Tiếp tục vào Đạt. Đập bóng ngoài. Gãy chân rồi. 8-7 cho sông Hậu 1. Nhà muốn chung kết lớn. Điểm Bơ ca 8-8. Quá đẹp, giữ tầm tốt. Điểm 9-8 sông Hậu 1. Điểm 9-9. Bóng ngoài. Điểm Bơ ca 19. Xíu đã lên tiếng nha các bạn. Sớm. Đã bóng rồi chẳng ra ngoài. Điểm 10-10. Điểm sông Hậu 11-10. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm 11-10.
Đập bóng tốt. Để vô. Cắt luôn á. Che mặt nãy vô đó. 12 11. Tôi ghi gọi nha cốc, tôi ghi nữa nha cốc. Chặn bóng tốt. Điểm 13 11. 13 11. Đạt. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm VK 12 13. Bóng còn. Bóng còn. Điểm BK 13 đều. Đập bóng tốt. Điểm sông hậu 14 13. Bóng còn thủ tốt. Toát. Quá hay, bỏ bóng tốt. Điểm sông hậu 15 13. Lưu ý điểm cuối set 2. Đập bóng tốt của Đan. Điểm 14 15. Nào. Thấy chưa? Đắng người vũ ra chứ. Bóng còn luôn. Ai đây? Chặn bóng tốt. Điểm 16. Kết thúc hai đội tạm hòa nhau một đều. Xếp 3-0. Chưa trọng tài chưa thấy coi. Muốn ăn cũng từ từ mà ăn. Không bắt đầu. Bóng tốc. Điểm 1-0. Đập bóng giờ trắng ra ngoài. Điểm 1 đều. Bóng không sang lưới. Điểm sân hậu 2-1. Bóng ngoài. Trái đá hòa phát lại 2-1. Thôi quỳ đi. Thôi quỳ gì vậy? Gì vậy? Hai cái cái này nè. Mất nguồn, rút vô nó mất nguồn. Nó xài cái này. Đập bóng giờ trắng ra ngoài. Ê, cái này cũng được. Em chui kia mà. Chui dẹp. Chui ba lớn nha. Hai đều. Bóng ngoài 3-2. Bỏ bóng tốt.
ba điều. Gì? Bóng không sang lưới. Điểm sông Hậu 4-3. Bóng còn. Bóng vẫn còn luôn. Còn đã. Đập bóng tốt. Điểm 4 đều. Sơn đập bóng tốt. Điểm sông Hậu 5-4. Đây là cái này nè. 5 đều. Ngồi đây đâu án đâu đúng thầy. Cái gì? Có anh đi gắn không? Bắn. Thủ tốt. Đó bóng tốt của Toán. 6-5 đổi sân. Vô không? Mày vô. Rồi tắt rồi. Cái kỳ vậy. Thôi vậy. Đập bóng tốt. 6 đều. Dẫn bên đây nhảy vậy. Thôi, dẫn bên đây nhảy vậy. Bóng còn, kịp bóng, vẫn còn kịp luôn. Đạt, hơi lỗ các bạn ơi. Xử lý tốt của Đạt. Bôi ca, 7-6. Còn lạnh. Bỏ bóng tốt, 7 đều. Bỏ bóng tốt. 8-7. Quá tốt các bạn ơi. Điểm sông Hậu 8 đều. Đâu ơi. Hai giờ mình cấp kèo gì vậy? Đập bóng tốt. Điểm bơi ca 9-8. Đập bóng ngoài. Điểm bơ ca 18. Chưa lên 9-10 luôn mà. Bỏ bóng tốt. Điểm sông Hậu 1 9-10.
xin hỏi ý. 9-10 bóng. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm cuối cho ba ca. Sơn, quá tốt. Cắt bóng quá gọn các bạn ơi. Điểm 10-11. Vẫn còn điểm cuối cho ba ca. Tạm dừng huấn. Dự trụ chứ mất đẹp. 11-11. Đập bóng tốt của Đạt. Điểm 12-10. Kết thúc. Boca thắng chung cuộc 2-1.